Cũng trong sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố do trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Tân Chính, quận Thanh Khê về thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, phường Tân Chính đã nỗ lực phấn đấu vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tổng thu ngân sách đạt 80% kế hoạch giao, công tác bảo vệ môi trường giảm nghèo được quan tâm chú trọng, kế hoạch xây dựng cơ bản đạt tiến bộ. Về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của chính phủ, phường đã hoàn thành việc chuyển đổi sắp xếp bộ máy theo đúng quy định, đảm bảo vận hành hiệu quả, phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ công chức trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ nay cho đến cuối năm, phường Tân Chính tiếp tục tập trung vào các giải pháp thực hiện mục tiêu kép trong phòng chống dịch, triển khai thực hiện tốt chủ đề 5 và 3 nhiệm vụ trọng tâm quận giao, ứng phó mưa bão, đồng thời hoàn thiện hơn nữa và nâng cao hiệu lực hiệu quả từ chuyển đổi mô hình chính quyền đô thị theo yêu cầu của đoàn giám sát.